Cô Ly chào mừng các em đến với tiết toán ngày hôm nay. Các em thân mến, các tiết học trước, các em đã nắm được các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình hộp chữ nhật và hình lập phương. Để củng cố các công thức đó, hôm nay các em sẽ học tiếp bài luyện tập chung. Các em sẽ tìm hiểu bài tập số 1. Bài tập số 1 như sau. Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1 mét. Chiều rộng 50 cm, chiều cao 60 cm. Kính A. Diện tích kính dùng làm bể cá đó, bể không có nắp. B. Thể tích bể cá đó. Các em hãy đọc kỹ đề bài và cho cô biết đề bài cho biết những gì và yêu cầu chúng ta tính gì nhé. Các em tìm được chưa nào? Các em nhìn xem đây. Đề bài cho chúng ta biết bể cá này có chiều dài là 1 mét, chiều rộng 50 cm và chiều cao là 60 cm. Đề bài yêu cầu chúng ta tính A là diện tích kính, lưu ý là bể này không có nắp, và thể tích của cái bể đó. Các em nhận xét gì về các kích thước, đơn vị đo của bài toán này? Diện tích kính dùng làm bể cá là diện tích của những mặt nào? Và các em nhắc nhớ lại những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật. Các em cùng nhớ lại nhé. Bây giờ các em cùng so sánh với câu trả lời của cô nào. Về các kích thước đơn vị đo thì các em nhìn thấy cả ba kích thước này nó có chiều dài không cùng đơn vị đo với chiều rộng và chiều cao. Do đó, trước khi làm bài, các em phải đổi về cùng đơn vị đo, đổi về mét, decimet hoặc centimet đều được. Diện tích kính dùng để làm bể cá chính là diện tích xung quanh và diện tích một mặt đáy vì bể cá này không có nắp. Rồi, chúng ta ôn lại công thức tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật. Đó là chu vi đáy nhân chiều cao. Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai mặt đáy. Vậy thì từ đó chúng ta biết tìm diện tích kính làm cái bể cá này thì là diện tích lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích một mặt đáy, vì cái bể cá này không có nắp nên chỉ có 5 mặt thôi đó các em. Và thể tích của hình hộp chữ nhật là lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao, và tất cả nó phải cùng một đơn vị đo. Trước khi giải bài toán, các em nhớ đổi chiều dài 1 mét bằng 100 cm, chiều rộng 50 cm, chiều cao 60 cm. Sau đó các em áp dụng công thức tính diện tích kính và thể tích của bể cá nhé. Các em hãy cùng làm bài nào. Chắc các em cũng đã làm xong rồi. Bài tập số 1 này sẽ giúp các em khắc sâu công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình hộp chữ nhật. Các em nhớ nhé. Bây giờ chúng ta cùng bước sang bài tập số 2. Bài tập số 2 cho biết một hình lập phương có cạnh 1,5 m tính A. Diện tích xung quanh của hình lập phương. B. Diện tích toàn phần của hình lập phương. C. Thể tích của hình lập phương. Đây là hình lập phương có cạnh dài 1,5 m. Các em hãy áp dụng công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích của hình lập phương để tính thực hiện yêu cầu của bài toán nhé. Cô mời các em làm bài. Sau khi làm bài xong rồi, các em nhận thấy bài tập số 2 này giúp chúng ta củng cố kiến thức gì? Bài tập này giúp các em củng cố kiến thức ôn lại các công thức tính diện tích của hình lập phương. Thứ nhất đó là diện tích xung quanh thì lấy diện tích một mặt nhân với 4. Diện tích toàn phần thì lấy diện tích một mặt nhân với 6 nếu có nắp. Diện tích toàn phần lấy diện tích một mặt nhân với 5 nếu là cái vật đó không có nắp. Và thể tích là lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh.
Tiết học của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Các em hãy truy cập website để làm những bài tập trong phiếu và thực hiện các yêu cầu cho thật tốt nhé. Các em hãy ghi nhớ những công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích của hình học chữ nhật và hình lập phương để chúng ta vận dụng giải các bài toán có liên quan trong thực tế. Chúc các em học tốt. Tạm biệt các em.